thấy cũng ngang hàng bạn, thấy thích thấy xe dựng trước ngày thôi mình cũng bỏ cuộc luôn rồi. Một lần hay nhiều lần? Một hai lần gì đó. Thấy một hai lần là cái bỏ cuộc nhiều khi. Cát Tường xin chào đón quý vị và chúng ta đang đến với chương trình Hẹn Ăn Trưa. Cái người này mà còn ẩm thực nữa, tôi không hiểu sao nha. Thôi đợi chị xíu nha. Dạ dạ. Ok, hôm nay sẽ được ăn ngon, ăn cho thiệt tình nha. Dạ rồi. Dạ rồi. Rồi, bên trái nha Cưng. Rồi, mời hai bạn cởi mặt nạ ra để chị giúp chào. Bây giờ giới thiệu to rõ về bản thân mình, chị Tường nghe coi. Dạ, xin chào chị Cát Tường. Xin chào bạn nữ bên kia, xin chào tất cả mọi người. Em tên là Lâm Thanh Phương. Em sinh năm 94, em đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em đang là kỹ sư xây dựng tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Mình đang sống với ai Phương? Dạ, em đang sống với gia đình. Gia đình nhà đông anh chị em không? Dạ, nhà em ba người. Sống ở đâu? Dạ, sống ở quận Thủ Đức. À, em là thứ mấy trong nhà? Dạ, em giữa. Giữa, trên dưới có gia đình chưa? Dạ, chưa chị. À, chưa ai có gia đình hết? Dạ vâng. Mấy trai mấy gái? Dạ, nhà em anh hai em là trai, còn em gái nữa. Rồi, mình làm cái công việc này lâu chưa? Lúc trước học gì là làm nó luôn. À, hồi xưa học ra là làm luôn tới giờ á. Dạ đúng rồi. Vậy là người cũng khá chung thủy ha. Dạ. Mà hài lòng với công việc mình đang làm không? Là sao, có định phát triển gì thêm trong tương lai nữa không? Cũng có dự định tương lai nhưng mà không tiện nói đây. Ừ. Rồi, chị hiểu rồi. Rồi, mời em gái giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào chương trình và em chào bạn nam. Em là Minh Châu, hiện là em là giáo viên mầm non. Em đang công tác tại quận Tân Bình, sinh năm 93, hơn bên kia một tuổi. Có vấn đề gì không? Có ngại không? Sợ già thôi. Sợ già thôi không? Chị thấy em rất là trẻ, lý do là da mịn đẹp là nó trẻ. Dạ, cảm ơn chị. Quê em ở gốc Bắc, còn em sinh ra và lớn lên ở đây. Ừ. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì cơ? Em rất là vui vẻ, thoải mái, tự tin. Khuyết điểm của em thì có thể là cái gì mà em khó chịu là em tỏ vẻ ra mặt liền và em hay lèm bèm lúc đó, nhưng mà xong thì thôi. Rồi mỗi lần dạy mấy đứa nhỏ rồi tụi nó rồi làm mình bực mình khó chịu thì mình lèm bèm với tụi nó là tụi nó có nghe không? Có lúc là mình quạo mình la luôn á, nhưng mà mình cảm thấy là mình không kiềm chế được là mình sẽ bỏ đi chỗ khác hoặc là mình giao lại cho cái cô cùng lớp xử lý để mình tránh cái trường hợp xấu nhất xảy ra. Rồi cái giọng khào khào này là do la mấy đứa nhỏ quá hay là do giọng xưa giờ nó vậy? Dạ, là 6 năm nó làm cho cái giọng mình nó khào như vậy. Dạ, thật ra là do hôm nay là em cũng không khỏe, với lại nghỉ dịch lâu quá chị vô nên là các con bị mất nề nếp nên là mình phải rèn lại cho các con. Em hiện tại là em đang dạy độ tuổi 3 tuổi cho nên là các con còn rất là nhỏ. Cái vấn đề mà ở lớp dưới là các con đi vệ sinh là đi bô thôi, nên lớp em là phải tập đi cầu. Cái mật độ mà mình nói á là nhiều, liên tục luôn, rồi uống nước rồi thay đồ rồi vệ sinh, nói chung là rèn cái nền nếp cho con. Thấy không, thấy vừa việc vất vả không? Dạ, vất vả. Chắc nghe em sướng hơn ha. Cũng đâu có sướng đâu chị. Sướng mà, em làm gì cực đêm nói chị nghe coi. Dạ thì cũng ra công trình rồi cũng ở văn phòng rồi á. Ừ, nhưng mà em đi công trình nhiều hay ngồi văn phòng nhiều? Chủ yếu là em bên QS là em ngồi văn phòng nhiều chị. Ừ, ra công trình lâu lâu mới kêu ra vậy. Vậy điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là vui vẻ hòa đồng với mọi người và cũng hay giúp đỡ mọi người lắm. Ừ, à, thấy vậy nói chuyện vui lắm. Giúp đỡ là giúp đỡ gì? À, thì giúp đỡ trong công việc nè, mà giúp đỡ ngoài nè, tinh thần ha. Dạ đúng rồi chị. Có giúp đỡ tiền bạc không? Giúp tiền bạc có luôn. Tốt bụng dữ à. Chị Tường bữa nay mùa dịch cũng ít xô lắm á, dư dãi trời. Tường mượn tính đầu tư cái quán ăn mà. Dạ. Với lại cũng hay làm biếng nữa. Cô giáo dạy mầm non mà làm biếng là làm biếng dụng gì? Với lại không, ở trường thì khác, mình dạy con vậy nhưng mà về nhà chắc là có thể là được mẹ thương, với lại hay làm mọi việc nên là em cũng làm biếng ỉ lại. Với lại em cũng hơi ôm đồm và lo chuyện giống như là chuyện bao đồng một chút xíu. Tính em thích hoạt động xã hội, thích giúp đỡ người khác như vậy nên là đôi lúc là mình không có từ chối á chị, ôm như mình làm hết. Dạ, vậy tôi thấy hai người này giống nhau nhiều chỗ lắm nha. Ví dụ giúp đỡ người khác là tôi thấy hai người này có vẻ tốt bụng mà. Dù không có khỏe, bây giờ tôi biết giọng khào khào hát hay lắm. Mình mà mầm non chắc chắn là phải dạy cho trẻ em hát hò rất là nhiều. Giờ góp vui cho tinh thần nó sôm lên chút xíu rồi nè. Một bài hát gì vui vui trong cái không khí sưng sưng thôi cho nó vui. Chắc em hát nhạc mầm non đi ha. Ok ha. Rồi, vỗ tay. Bánh trưng xanh bên dưa hấu đỏ, nhành mai vàng bên cành đào tươi. Tết năm nay cho thêm một tuổi, chúc chương trình sức khỏe dồi dào, chúc mọi người sức khỏe dồi dào, cháu lớn rồi cháu vẫn thích lì xì. Có lì xì không? Cháu không thích lì xì à? Hết, cháu nào cũng thích lì xì hết trơn á.
em đó mới nghe thôi đó, em phải nhìn nữa. Cô giáo vừa hát vừa biểu diễn nữa, rất là dễ thương luôn, rất là đáng yêu luôn. Em mốt nhớ xem lại phát sóng á, thấy cô đáng yêu dữ lắm, cô múa nữa. Dạ. Mình có tài gì không? Em thì không có tài lẻ gì hết chị. Thì em rảnh thì em hay đi đây, đây đó. À đi mình nên vậy đó. Đúng điều nên. Giờ mà em rủ ai đi mà người đó đi là không sao, mà cũng tự đi luôn. Dạ. Có người đi chung thì quá tốt đúng không? Đúng rồi chị. Hy vọng sắp tới sẽ có người đi chung với mình ha. Dạ như vậy. Thế còn bản thân mình thì mình có cảm thấy mình có cái khuyết điểm hay là mình có cái tật xấu gì nữa không? Dạ có chị, ngày xưa là em rất là tự ti về ngoại hình của mình luôn á. Sao tự ti? Mũm mĩm từ nhỏ lớn luôn, nên là đi học á bạn bè hay ghẹo lắm, mà mình cũng hay mặc cảm về về bản thân của mình. Cái ngày xưa mình đi lựa đồ hay mua đồ cũng khó lắm chị. Khi mà lớn rồi thì mình thay đổi cái suy nghĩ, thấy là miễn mình là chính mình và mình khỏe, với lại đôi khi không phải phì nhiêu quá mà mình mũm mĩm, mình tròn trịa, mình đáng yêu như vậy, mình cũng là một cái điểm nổi bật ở đám đông và cũng là một cái đặc điểm gì đó để mọi người nhớ tới mình hơn. Đối với em thì vẻ đẹp ngoại hình không quan trọng bằng vẻ đẹp tâm hồn và vẻ đẹp trí tuệ. Thì thật ra cái đó là bạn nghĩ ngày xưa nó là điểm yếu, nhưng thật ra bây giờ nó là điểm mạnh. Bởi với lại qua cái câu chia sẻ của bạn thì Tường thấy rất là hay. Bạn này còn trẻ nhưng mà cái suy nghĩ nó là tại vì sao? Mỗi giai đoạn cuộc sống chúng ta sẽ trưởng thành hơn và chín chắn hơn. Có thể ngày hôm qua cái điều đó là cốt lõi của cái cuộc sống của mình, nhưng qua ngày hôm sau thì cái điều đó nó không còn là vấn đề nữa. Còn mỗi ngày mình lại nhận ra những cái giá trị khác của cuộc sống, và mình phải cố gắng sống thật tốt. Sống thật tốt bằng cách là phải có sức khỏe. Sức khỏe là quan trọng nhất. Thì khi sống tốt mình mới trải nghiệm được tất cả những cái nhiệm màu, những cái gì nó đẹp của cái cuộc đời này, đúng không? Dạ. Nãy giờ nghe bên này phì nhiêu đó rồi, em có cảm xúc gì không? Giống em cũng mập người mà. Ủa hả? Đúng rồi. Em nhiêu ký? Em chắc bữa cân nào cũng chín mấy á, chín bảy á. 91 hay 99? Không, 97. 97, em nhiêu ký? Dạ em 70 lận á. Trời đất, cũng là ngang ngửa ha. Thì tôi thấy cặp đôi này tôi nói hợp, xứng mà. Nhưng mà người ta có, hồi xưa người ta có những cái gọi là cái tự ti như vậy, còn bản thân mình thì mình có cái nỗi niềm gì của tuổi trẻ cũng của mình? Cũng có tự ti chị. Tự ti điều gì? Tại vì em cũng hay nói lóc lắm, nhưng mà lúc trước thôi. Còn dạo này em cũng học nói từ từ lại rồi. Giống như kiểu bị khi có vấn đề gì đó, cái mình bị bất ngờ tới á, cái mình nói không kịp, cái mình nói nó lắp bắp, rồi có khi em cũng nói được. Là cái lắp bắp này là do sinh ra mình đã bị lắp bắp, hay là do mình bị không tự tin rồi mình lắp bắp, hay là do cái cơ thể của mình, cái cấu tạo của mình là nó bị lắp bắp? Em cũng không biết nữa, nhưng mà cái môi trường á, với lại sau này kiểu tâm lý cũng yếu á. Dạ. Cái lắp bắp này là em có từ hồi nào? Cứ hồi nhỏ học năm chẳng không bị, mà năm lẻ bị. Lắp bắp mà theo năm nữa hả? Thì cái đó là nhỏ thôi. Giờ tự tin chưa? Dạ rồi chị, tự tin là mới là dám lên đây nè. Rồi tình trường, mình trải qua mấy mối tình rồi? Nói thiệt ra là cũng không có mối, chưa có mối tình nào hết. Chưa mối tình nào hết? Chưa chị. Lý do tại sao? Thì cứ mình cứ đi thích người ta mà người ta không thích mình không mà. Hay là tại mình gặp gái rồi mình cũng lắp bắp rồi mình không nói được gì? Không có đâu. Có lắp bắp không? Không, gặp gái nó nói cũng chơi chút đỉnh à, rồi cũng sau này nói chuyện dở quá cũng thua luôn. Nói chuyện dở quá anh thua luôn. Đúng rồi chị. Nhưng mà xưa giờ có yêu thầm trộm nhớ cô nào chưa? À, nó có. À, bao lâu? Chắc 2 năm á. Rồi lý do là sao bỏ cuộc? Thấy cũng đi ngang nhà bạn, thấy xe dựng trước ngày thôi, mình cũng bỏ cuộc luôn rồi. Một lần hay nhiều lần? Như 1-2 lần gì đó. Thấy có 1-2 lần rồi cái bỏ cuộc. Nhiều khi người ta bạn tao qua tao có công chuyện gì rồi sao? Kiên trì vậy chứ gì mình, vậy? Mình cũng xác định chắc bỏ cuộc rồi. Bạn bè chứ, yêu nhau thì mình cứ coi nó là tình địch chứ. Mình lâu lâu mới gặp, người ta gặp hoài nó khác. Chưa lâm trận mà đã thua cuộc rồi. À dạ. Rồi giờ giả tỷ yêu cô giáo này đây là ví dụ nè. Rồi bây giờ tới nhà, tới trường đón cổ ta đi làm về nè. Rồi thấy cũng có 1-2 anh, có anh nào đó ve vãn cũng tới đứng đón cổ nè. Cổ thì đang còn lừng sừng chưa biết chọn ai, tại vì mọi người cũng như mới là bạn, mới giai đoạn tìm hiểu thôi. Em có là kiên trì mà đấu tranh không, hay là em lại thấy có người xuất hiện em bỏ cuộc nữa? Đâu có chứ chị. Em hỏi chứ, lựa một ngày nào đó rồi kiểu giống như có thích tôi, thích mình không? Không thôi mình đi kiếm khác chứ mình cứ đi theo hoài thì cũng được. Nhưng mà cổ chưa có quyết định được, tại vì trong cả hai cũng chưa thấy ai nổi bật, chưa có ai mà tấn công, chưa có ai nhiệt tình, toàn là cái ông kia giống như em, hai người đều là kiểu tới được thì lên, được thôi vậy đó, không có quyết liệt. Tiếp xúc nhiều lần mà mình cũng biết chứ. Nhưng mà em nghĩ em có phải là người nó nhiệt tình, nó mãnh liệt trong tình yêu không? Có nhiệt tình lắm chị, tình lắm. Ví dụ một cái nhiệt tình của em coi, sao chị nghe em sao chưa gì chân mà hay rút lui quá vậy? Trước là em cũng có thích người nữa. À. Cái 11 giờ đêm em nhớ là em lấy xe lên, em chở người ta ra ngoài nhà, thì bà hỏi có thích tôi không, rồi nếu mà thích thì em tiếp, còn không thích thì trở về luôn. Trời đất ơi,
con nữ con gái người ta đâu, người ta đâu có trả lời. Con gái người ta là người ta thể hiện bằng hành động. 11 giờ đêm mà em chở người ta đi mà ta chịu đi có nghĩa là người ta thích em rồi, còn hỏi anh chị cái câu đó. Không phải nhưng mà em biết người ta không thích em. Không thích em 11 giờ đêm đi theo em làm gì? Không, nhưng mà tại vì tại em giúp đỡ người ta nhiều 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 công việc chuyện á. À, người ta không tin tưởng là bị nhập nhằng trong cái vụ đó rồi. Cứ có trả lời sao? Chứ là không. Chết quớt luôn. Em cũng biết không mà. Không biết mà thì vẫn muốn hỏi cho em rõ ràng để mà đúng thôi phải không? Đúng rồi. Nhưng mà có những cái trường hợp đó là khác nha. Còn có những cái tình yêu á, phụ nữ mà hỏi vậy nhiều khi không có được đâu á. Mà mình phải nói tình cảm của mình chứ mình không thể hỏi người ta. Ví dụ 11 giờ đêm cũng một cái bối cảnh như vậy, rước người ta ra nhà thờ phải không? Đúng rồi. Rồi đứng đó trong cảnh đẹp rồi mình nói là ví dụ như là anh để ý em lâu rồi, anh cũng rất là thích em, anh cũng rất là quan tâm đến em và anh cũng hy vọng là mình cho nhau cơ hội để mình đi với nhau nhiều hơn. Chứ mình đừng có hỏi, phụ nữ người ta không thích mình hỏi đâu, đừng có hỏi là em có thích anh không, mà là anh rất là thích em, anh rất là thương em, anh rất là yêu em, hãy cho anh cái cơ hội được chăm sóc bên em nha. Rồi người ta sẽ im lặng. Chứ người ta không rồi, ví dụ như rồi mình nắm tay. Ví dụ người ta im ta để cho nắm là ok, còn không được thôi chứ đừng hỏi như vậy, còn em có thích anh không? Người ta không có trả lời câu đó. Chưa có hiểu tâm lý phụ nữ nè. Thì hồi xưa tới giờ em nói chuyện với phụ nữ dở lắm. Thì bây giờ tôi chỉ nè, đang rút kinh nghiệm lần sau nè. Chứ mai mốt mà quen mà hỏi vậy người ta cũng không trả lời rồi mình đi nữa là chết quốc. Dạ. Tại vì phụ nữ người ta không có trả lời mấy câu đó. Ok chị. Thông chưa? Thông. Hy vọng lần này ok. Bên đây tình trường sao? Em thì cũng 3 mối tình. Nhưng mà càng về sau thì thời gian mà quen nó lại càng rút ngắn hơn. Cụ thể là như thế nào? Ví dụ như cái mối tình gần đây nhất là sao? Tôi là em quen là thời sinh viên thôi, còn non nớt đó chị. Còn ngây thơ. Thì càng lớn thì em lại càng suy nghĩ cho mình hơn, là mình phải ổn định sự nghiệp trước. Và nhà em thì có mình em là con gái thôi, gái rượu đó. Dạ, nên là bố mẹ cũng rất là thương. Và tới bây giờ gia đình dòng họ ai cũng hỏi là sao chưa thấy có bạn trai, là chưa thấy rục rịch gì hết. Cái mối tình, ví dụ cái mối tình sau cùng này nè, là quen nhau được bao lâu? 4-5 tháng rồi chị. 4-5 tháng à? Dạ. Mối tình giữa bao lâu? Dạ được hơn 1 năm. Còn mối tình đầu là 3 năm. À, cái 3 năm, năm cái còn nửa năm. Dạ. Xuống vậy đó. Nguyên nhân tại sao cái mối tình cuối đi gần đây nhất nè, lúc đó trưởng thành này nè, lý do gì mà không đến được, không chia tay mà phải chia tay nhau không? Thì bạn đó là cũng công tác, cũng cùng ngành luôn. Em với bạn đó thì cũng rất là bình thường, cũng vui vẻ. Hình như thời gian của em bị chiếm nhiều hơn để thời gian dành cho bạn đó. À, ban ngày em đi làm là từ 6:30 là phải có mặt rồi. Rồi 5 giờ về đến nhà. Về thì 6 giờ em phải đi học. Rồi học gì nữa? Dạ em học lớp hạng 2, rồi em học, nói chung là em học để nâng cao trình độ kiến thức. Dạ đúng, chính xác. Tới 9 giờ em mới về. Rồi thứ bảy chủ nhật em phải học lớp cán bộ quản lý. Trời đất. Dạ, là coi như là thời gian một tuần của em là dành cho công việc và học tập. Em học nhiều như vậy, tham gia nhiều hoạt động thì em cũng có gặp rất là nhiều bạn, rất nhiều hoạt động. Nhưng mà để mà con trai như bạn nói á, là phải cạnh tranh công bằng chứ. Sao mà thấy em ta dậy rồi rút lui được, đúng không? Em là thích đàn ông là phải nghị lực, phải quyết tâm, phải tới cùng, phải có chính kiến chứ, thấy vậy mà hay là thì đó, phụ nữ là ai cũng thích con trai phải quyết liệt. Đâu cũng quyết liệt rồi, nhưng mà trong 4-5 ông xuất hiện trước mặt mà ông nào quyết liệt là ông có thắng à? Nhiều khi cái thằng tới trước chưa chắc là thắng nha. Dạ. Tới sau rồi đi nhanh là vẫn thắng nha. Dạ. Kinh nghiệm lần hai rút. Ok. Ok chị. Ok. Rồi bây giờ nó đã khác ngày xưa chưa? Nó có ổn định hơn chưa? Hoặc là em đã sắp xếp được chưa? Tại vì nếu như cái thời gian em như vậy thì em cũng không quen được với ai hết. Dạ. Chứ không phải là cái anh đó hay là anh nào. Dạ. Và cái anh này cũng vậy. Tại thời gian đâu tìm hiểu nhau. Dạ, mà để tiến tới hôn nhân. Thế thì bây giờ em đã sẵn sàng. Nếu cái cuộc sống mọi thứ, trong mỗi cái giai đoạn cuộc sống chúng ta phải lựa chọn một cái quan trọng nhất. Ok, bây giờ chị cho hai bạn nhìn nhau nha. 1, 2, 3. Mở cửa trái tim. Rồi. Dạ. Rồi chào bạn. Dạ chào. Cho bạn để cho tặng em. Đúng rồi, anh em nó tự tin lên. Em cho mình ngồi nói em chuyện. Sẽ về em tập đọc sách. Chứ hồi đó giờ không có đọc sách hả? Em đọc sách sử mà. Bây giờ thì tự tin trò chuyện với nhau ha. Chị Tường sẽ dành cho hai bạn một không gian riêng, vừa là ăn thưởng thức món ăn ngon tại nhà hàng My Mother, rồi nói chuyện một chút xíu thì Tường sẽ quay lại. Okay. Đây
đây là một trong những cái món ăn rất là được nhiều thực khách khi đến nhà hàng này lựa chọn. Đó là cái món là ức gà cuộn dăm bông với phô mai chiên giòn nha. Ức gà này thì rất là ngọt, thịt nè cuộn với dăm bông mặn mặn, phô mai thì thơm béo, chiên xù giòn tan, dùng với khoai tây luôn. Ăn đi, chúc cho hai bạn nhanh được 100kg nha. Rồi, em tới trước. Em tới trước hả? Ừ. Rồi nhớ vừa ăn vừa tâm sự với bạn gái nha. Cảm ơn. Rồi, dạ, cảm ơn hai bạn. Chúc hai bạn buổi trưa ngon miệng. Dạ. Bạn Phương ở Tân Phú hả? Không, là anh ở Thủ Đức. Ủa còn em ở Tân Bình ở đâu ta? Tên phường 15. Phạm Nhân Bạch. Có hay đi chơi đó? Em thì em rất là thích đi chơi. Anh Phương hỏi đi chơi là có nghĩa là rảnh là đi chơi hay là đi du lịch xa? Giống như đi du lịch xa cũng có à. Hay là đi chơi trong vòng vòng này cũng có. Dạ mời anh ăn. À mời em. Thơm quá. Còn món ăn đầu tiên á, một tuần em có thể dành ra bao nhiêu buổi để mình tìm hiểu á? Quen là mình phải khi nào mình rảnh thì mình thời gian cho nhau chứ không phải một tuần bao nhiêu buổi. Tại nhiều khi tuần đó em bận sao hay tuần đó anh full lịch sao. Em tiếp xúc với lại nhiều người, em tiếp xúc với nhiều phụ huynh. Em thích hoạt động xã hội, em tiếp xúc với nhiều người, nhiều bạn. Ví dụ như anh thấy ai mà tới nhà em hay em mà xem dựng ở đâu đó một hai lần, giống như nãy anh chia sẻ là anh bỏ cuộc luôn. Nếu mà trường hợp là em thì anh cũng bỏ cuộc luôn hả? Thật ra nó còn cái bên trong nữa. Dạ. Nhưng mà nếu mà sau này mà có quen á thì anh Phương cứ trao đổi thẳng. Mình phải cạnh tranh công bằng với người ta chứ. Nghe anh nghĩ là em còn đang học lên hả? Dạ em vẫn đang học. Em muốn là sự nghiệp mình ổn định với lại có sự cầu tiến, nên là em dành thời gian học hơi nhiều. Nhưng mà nếu mà anh Phương thì anh Phương có thể đưa đón em đi học. Quên cho hỏi cái chỗ làm á, là mình làm ở đâu ta? Dạ em làm ở trường mầm non 14 trên đường Âu Cơ. Gần chỗ làm luôn chị. Dạ. Tiện quá ha. Gần luôn, vô tình ha. Vô tình luôn ha, lụm được bí kíp luôn ha. Dạ, mà sao mình không vô tình lướt qua nhau ha. Vận động cho nhiều vô nha, cho giảm cân nha. Mập với mốt già bệnh nhiều lắm á. Hồi đó giờ em có giảm cân gì không? Không có giảm cân mà em cũng có hay leo núi đồ. Vậy đó hả? Có. Leo nổi luôn hả? Dư. Khỏe không? Phải ru à. À, phải ru à. Cái này là cơ bản là hồi xưa giờ là bự sẵn vậy hay là sao? Hay là nó sao? Bự sẵn chị. À, cho nên là mọi thứ mập đâu có là vấn đề. Đúng không? Đúng, mập nó vẫn phải mạnh, mập đẹp. Vẫn đẹp, sống sao mà mình cảm thấy là mình hạnh phúc, khỏe mạnh là được rồi. Đến một lúc bởi vậy, mẹ coi chương trình này mẹ làm ơn Phước đừng bao giờ nói con mập nữa nha. Mẹ chị như mỗi lần hay sỉ nhục chị lắm. Nghệ sĩ mà mập không có sĩ diện. Ủa, nghệ sĩ cũng phải mập chứ, bình thường mà. Đúng không em? Mập, khỏe, đẹp. Đẹp. Rồi, bây giờ hôm nay em đi có ai đi theo không? Không đi với bạn. Có đi với bạn thân của em, thân sắp đám cưới luôn á. Vậy hả? Vậy là thân ai nấy lo rồi, nó cưới nó bỏ em lại là thân ai nấy lo. Thì chắc nó cưới xong nó không bỏ em lại thì còn em hôm nay mình có đi với ai không? Dạ hôm nay em đi với gia đình là bố mẹ và dì. Con mời gia đình hai bên mình vào trong này mình trò chuyện ạ. Dạ con chào cô chú. Chào dì. Dạ anh chào. Chào bác. Chào ba bác. Chào hai bác. Dạ chú năm nay nhiêu tuổi chú? Năm nay 60. Chú khỏe không chú? Dạ, cũng rất khỏe. Rất khỏe. Thì chú đây chú làm cái gì? Buôn bán tự do. Thế còn cô? Nhà nội trợ. Nội trợ. Dì đây là dì thứ mấy à? Dì kế út. Kế út luôn. Dạ. Đến theo dõi con gái nãy giờ, nãy con nghe giới thiệu là con gái rượu của cô chú ha. Hồi nãy giờ con ngồi đây ha, thì cô chú cũng thấy con khai thác là em nó trước giờ là cũng dành thời gian cho công việc rất nhiều. Đúng rồi. Thì ý con là con nói vậy đó, nếu muốn lấy chồng thì cũng phải sắp xếp lại chút đỉnh. Chứ giờ mình học hoài là thời gian đâu tìm hiểu, thì con không biết là ý cô chú thì sao à? Đến với chương trình tôi trước tiên là cũng kính chúc sức khỏe tất cả mọi người. Cái thứ hai thì cũng nói đến cái tâm tư là được làm cha làm mẹ thì ai cũng muốn là trai lớn lấy vợ, gái lớn lấy chồng. Dạ. Thì cũng có dục cháu nhiều, nhưng mà cái bản tính của cháu thì nó thực là tính rất chỉ là tốt, năng động. Từ năm lớp 8 này đã là bí thư chi đoàn rồi. Dạ. Là cứ liên tục hoạt động phong trào rồi ấy, là thậm chí là đi chùa đi chiền nấu cơm nấu nước cho sư cô sư thầy đi suốt. Rồi cũng về nhà giúp đỡ cha mẹ thương yêu mọi người, hàng xóm cũng đến thì cháu nhanh nhẹn như thế là cũng mừng. Thấy cháu về này cũng hiền lành tốt thì tôi thấy là cũng ưng, còn tùy các cháu nó phải à, quyết định. Nhưng mà mẹ thì nào cũng thương con gái nhiều tâm sự hơn nè. Thế mẹ có yêu cầu gì cho cái chàng rể tương lai không? Cô chỉ yêu cầu chàng rể tương lai nè, chăm sóc cho con gái cô. Cô thấy nhìn kỹ lại cái là cô thấy hôm nay là chương trình đưa cái chàng rể tương lai này, cô thấy cô chịu không? Chàng rể tương lai cũng hiền lành. Còn về hai cháu mà mập thì mình về mình ăn uống rồi tập thể dục đi rồi nó sẽ giảm cân chứ không có sao hết. Dạ cảm ơn. Thế còn gì hôm nay gì theo gì thấy nhận xét chàng trai này sao gì ha? Thấy cháu hiền, thấy
dễ thương. Dạ. Vậy thì nếu như hôm nay mà tụi nhỏ có bấm nút hẹn hò với nhau thì con mong gia đình sẽ hỗ trợ tạo điều kiện cho các bạn ấy tiếp xúc với lại tìm hiểu nhau nha, hai bác nha. À, nha cô chú nha. Dạ con cảm ơn ạ. Rồi thằng này sao sao bỏ bạn nửa chừng? Tại giờ em cũng gần có bến đỗ rồi của Cát Tường nên mong thằng bạn mình nó cũng có bến đỗ luôn, mà sau này cùng đồng hành nó dễ hơn. Nên nay đến đây là để động viên nó, mong muốn nó là tìm hiểu thêm hai bên. Mà xưa giờ nó thiệt đi, nó có tật xấu gì không? Nó tật xấu mà nó ngủ chung em ngáy to, ngáy không lại. Đúng rồi, bự bự thì ngáy dữ lắm á, rồi ngáy quá rồi làm sao mà tao ngủ. Tại vì em chơi với thằng này từ nhỏ đến lớn rồi. Giờ năm nay mình lấy vợ rồi, mình cũng mong muốn nó cũng có bến đỗ. Nhưng mà nhỏ đến lớn thì nhỏ nó ngáy, lớn nó vẫn ngáy à. Chứ đúng mà rồi, nó hết ngáy đâu. Mỗi lần ngáy nó có biện pháp nào cho nó ngáy bớt lại không? Em thì hay bỏ muối vô miệng nó mà nó chép chép xong rồi nó cũng ngáy tiếp. À vậy hả? Dạ. Em dễ ngủ quá. Dây làm ngủ rồi. Trời ơi trời. Em cũng là đồng hành với nó là nhiều trên cung đường lắm, là đi với nó là Cà Mau mọi thứ hết, nên là bây giờ mình có bến đỗ rồi, cũng không đỗ rồi nữa. Ha. Thế bây giờ hôm nay thấy chị Tường giới thiệu cô bạn gái này cho thằng bạn thân của mình thì em nhận xét cô gái này như thế nào? Em thì mong muốn mọi quan trọng là nằm ở nó thôi, còn em là cỡ nào cũng ủng hộ. Cỡ nào cũng ủng hộ. Đúng hả? Rồi. Cô nó ế quá rồi hay sao vậy? Không, mình có bến đỗ cũng nó có bến đỗ thì dễ chơi chung với nhau. À vậy đó. Dạ. Thì nói chung em cũng vì em chứ đâu phải vì nó, đúng không? Có bạn đi ha, chứ thôi lẻ loi chứ thấy chị thấy cái màu nó bỏ em rồi đó. Chứ chiều là về cũng đủ uống cà phê chung mà. Thế hả? Rồi. Nhưng mà mấy mốt cố gắng ha, có gì mà có thí dụ mà có nên vợ nên chồng ngủ trước nha em. Ngủ sau là mệt á. Còn thôi em cứ đạp cái mỗi lần nó ngáy em đạp cái là nó chuyển thế cái nó nhanh. Em cũng ngủ tiếp à. Nó cũng ngủ tiếp à. Dạ rồi thôi con cảm ơn gia đình. Rồi con cảm ơn dì, cảm ơn cô nha. Cho hai bạn 30 giây. Có một cái sự nắm tay nhau để mình coi có cái điện gì không, hay mình có cảm nhận nhìn vào đối phương, rồi mình hãy nói cho đối phương nghe cái cảm xúc của mình hiện tại hoặc là cái suy nghĩ của mình hiện tại. Rồi bạn trai nói trước. Thì nhìn em thì anh cũng thích, thì cũng lần đầu tiên gặp thì cũng cũng thời gian nó cũng ngắn, cũng chưa có gọi là biết gì nhau nhiều. Nếu mà có được cái cơ hội á thì mình cũng cũng có thể là cho nhau cái thời gian để mình biết nhau nhiều hơn. Thế phiên mình thì sao, em có điều gì muốn chia sẻ trước khi mà chúng ta quyết định không? Nói chung là thời gian gặp cũng ngắn nên là mình cũng không nói chuyện được nhiều. Em thấy anh cũng hơi run á, em thì rất là thoải mái và đôi lúc cũng hơi nhây á, nên là thì hy vọng là nếu như mà mình có cơ hội thì hy vọng là anh cũng sẽ hiểu, thông cảm và kiên trì. Dạ, tại tính em cũng hơi bướng và hơi lì, nên là anh chiều được em mà đồng ý là nhà em cũng đồng ý á. Rồi, mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, đồng ý thì hẹn hò thì bấm nút, không đồng ý có quyền lấy tay ra. Đó là quyền của các bạn, mà nãy giờ ý kiến của chị, ý kiến của người thân là mình tham khảo. Quan trọng mình có rung động miếng nào hay không, và cái lý trí mình suy nghĩ rằng là đối phương có phải là cái người mà mình có thể đầu tư về cảm xúc, về tình cảm, về thời gian, có xứng đáng cái người để mình dành những điều đó để đi đến một cái bến bờ hạnh phúc hay không. Đồng ý thì nhấn mạnh nhá. Nhắm mắt lại. 1 2 3. Hết thời gian rồi, buông tay ra. Tôi hỏi chuyện bên này sao không nhớ. Phương rất là dễ thương, làm mến, nhưng mà để Phương đồng hành với Châu á thì Châu nghĩ là chưa đủ thuyết phục trái tim Châu. Là xin lỗi và hy vọng là mình vẫn là bạn được không? Rồi. Kiên trì không, hay là ta nói vậy rồi thôi là xong? Còn nếu mà Phương thích Châu thì Phương vẫn có thể theo đuổi. Rồi đứng lên, cảm ơn hai bạn. Với cương vị là một cái người mai mối cho cặp đôi ngày hôm nay mà các bạn bạn nữ không bấm nút thì Tường cũng rất là hơi buồn một chút. Cái sơ bộ thì thấy là hai bạn này có những điểm rất là tương đồng, cùng ở thành phố Hồ Chí Minh, gia đình thì cũng đến xem và cũng đồng ý, tính tình nó cũng hợp nhau và cũng là những người rất là cầu tiến trong công việc. Giống như là Phương đã chia sẻ ngày hôm nay trong cái chương trình này thì hai bạn không bấm nút hẹn hò với nhau thì chị tất tiếc, nhưng mà chị cũng thay mặt chương trình chúc cho hai em luôn được nhiều sức khỏe, thành công trong cái công việc, thăng tiến trong cái công việc mà mình đang đeo đuổi, và cũng chúc cho hai em là sẽ sớm có được một cái tình, cái mối tình, cái nhân duyên của mình đi đến trọn đời. Chị cho mắt hai bạn rồi. Em hộ chị lắm. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều, cố gắng lên. Tường thấy đây là những cái bạn trẻ mà có những cái năng lượng rất tốt trong cuộc sống. Hôm nay Tường thấy một cái thông điệp nè, dù ngoại hình chúng ta như thế nào điều đó không quan trọng, quan trọng là cuộc sống chúng ta vui vẻ và khỏe, đúng không? Cảm ơn hai bạn rất là nhiều.
Cát Tường xin chào cả nhà. Mọi người ơi, chúng ta gặp nhau trong chương trình Hẹn Ăn Trưa. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào trong nha quý vị nhé. Cặp đôi đang chờ đợi rồi. Mời các bạn theo Cát Tường thôi. Vợ nói chung là cũng như vậy, coi vậy ngoại tình bắt được luôn và tan cái ly hôn ấy là năm 2015. Có cái bờ vai vững chắc ấm thì cực khổ cái nào mình không màng, tại vì em cũng từng là một cô mẹ rồi, em hiểu là cái hoàn cảnh là không có mẹ, bất cứ em đi đâu là em thấy ai một cô mẹ là em thương lắm. Thưa quý vị, bây giờ Tường sẽ ra ngoài để mời cô gái của ngày hôm nay vào tham gia chương trình quý vị nha. Wow, rồi mời chị vào trong ạ. Đây, Tường dắt chị vào nha. Rồi ngồi vô ghế luôn nha. Rồi xin mời hai anh chị mở mặt nạ. Đây Tường mở giùm chị nha. Ý, chị này quen. Dạ, dạ. Chào anh. Trời ơi, chị này quen rồi nha. Không biết quý vị có thấy quen không mà Tường thấy quen rồi đó. Xin chào chị Cát Tường và xin chào chương trình. Tên tôi là Bùi Đình Lũy, 56 tuổi, nguyên quán Thái Bình. Chức quán là Bình Long, Bình Phước. Không việc thì gây vậy ở nhà chăm sóc vườn cây. Từ nhà ngoài chỗ ở thị xã Bình Long vào vườn 12 cây, vừa chăm con. Vì vậy nên tôi nói vui là làm mô xin cho hai bố con. Anh nói là hai bố con là anh với con anh đó hả hay là sao ạ? Cô gái út tôi năm nay là cháu 12 tuổi. 12 tuổi là hai bố con đi làm, đi trồng cây. Không, con ở nhà nó học, sáng đưa cháu đi học xong thì tranh thủ vào vườn để cái vậy là mang cái sản phẩm mình bán mình lấy tiền cho mình. Vậy về. Là cái vườn đó là vườn của ai? Của tôi ạ. Rồi mỗi ngày mình đưa con đi học xong mình ghé vườn mình làm trồng cây, xong rồi mình chiều mình về nhà thu hoạch thôi. Nhà vậy chẳng hạn những cái mùa này thì người ta cạo cao su xong vào là cân lấy tiền cho người về lại chiều thì ở nhà. À, vậy là cái vườn có nhiều người làm cho mình không anh? Nói chung cũng ít thôi vì nhà cũng có gần 4 hecta vừa cao su vừa điều thôi. Dạ, vậy cũng cuộc sống là cũng ổn định rồi anh ha. Nhà thì ở trung tâm giữa thị xã Bình Long, thế tôi thì cũng có mua được một lô đất ở thành phố Tây Ninh nữa. Ở Bình Long mà mua đất tốt với Tây Ninh vậy anh? Có tiền thì nó cũng mua để sau này dự kiến mà coi vậy có đi bước nữa đấy, thì cho vợ để cho con sau này nữa. À, hay quá, có lo xa quá ha. Bây giờ để mình cô gái bên đây giới thiệu anh nha, em mời chị. Xin chào chương trình, xin chào Cát Tường, xin chào anh bên kia. Mình tên là Nguyễn Cẩm Hồng. Năm nay 44 tuổi, nghề nghiệp là đông y, chuyên bên là chăm cứu thuốc Bắc, thuốc Nam. Hiện tại chị đang sống ở đâu? Gốc là ở Bạc Liêu mà hiện bây giờ thì đang công tác làm thì ở Kiên Giang. Nhưng bây giờ cái khó cái nè, chị thì ở tuốt Kiên Giang, anh thì ở tuốt Bình Long. Thế bây giờ hai anh chị nếu mà quen biết nhau thì, tại vì em biết chị này là giờ em chia sẻ với anh luôn. Chị á là hồi trước có con cũng tham gia chương trình Hẹn Ăn Trưa. Chị là mẹ đơn thân nuôi con và con thì em đã mai mối rồi. Bây giờ còn mẹ nên em có hứa là em sẽ tìm mối rồi em cũng gả chị luôn. Con có đến chương trình với mẹ, mẹ cũng có đăng ký luôn. Mẹ nhưng đăng ký luôn? Dạ đúng rồi. Mẹ đăng ký cho con hay sao? Không, con đăng ký cho mẹ nhưng mà hôm nay con quay trước rồi con muốn là nữa mẹ quay sau. Oh, con đăng ký cho mẹ. Dạ đúng rồi. Mẹ đăng ký cho con. Không, con đăng ký cho con và mẹ cùng thi luôn. À, đăng ký con với mẹ cùng kiếm bạn trai luôn. Dạ đúng rồi. Trời ơi hay quá, mà bây giờ kiếm cho mẹ chưa có, con lên trước. Dạ. Hy vọng hôm nay cô gả con xong cô kiếm người cô. Dạ, con cũng muốn làm con được hạnh phúc và mẹ con cũng đúng được rồi. Hạnh phúc. Mình giờ là đang là đông y mà vừa chăm cứu vừa là thuốc nam từ thiện, cũng nhà là có cái tủ thuốc bắc nhỏ. Nếu mà tìm được một người là có thể là cùng ngành nghề hoặc là có là công việc là có thể là sau này ổn định là để là hai người bạn già đó là nương tựa sống nhau thì cũng điều đó là tốt rồi. Nhưng mà cái tính cách cái người đó là phải thương người, chấp nhận là cho mình đi làm từ thiện. Em thì em thấy sơ bộ là anh chị là tương đối là hợp với nhau đó, nhưng mà bây giờ cái khoảng cách địa lý nó hơi xa, mà tụi anh chị thì cũng lớn rồi, không phải như các bạn trẻ mà mình có thể đi xe đi thăm nhau hoài. Thế thì chị có ngại gì không? Nếu mà tình thương đủ lớn là xa cách mấy không ngại. Cái duyên mới cái nợ nó tới được ấy, thì cái chuyện xa thì cũng không ngại vì là tôi mang tiếng như vậy. Nhưng mà tôi cũng cứ chạy xe đa mà từ đây ra tới Quảng Nam là nắng thì cũng vẫn chạy bình thường. Trời đất, anh định chạy từ dưới Bình Long mà xuống dưới Kiên Giang thăm chị á hả? Không, Kiên Giang thì trên Bình Long thì cũng có xe, sẽ cơ vậy đi được. Hai anh chị mà yêu nhau thì bao lâu anh sẽ bắt xe xuống thăm chị một lần? Cái này thì nó cũng xa thì chắc phải cả tháng. Tháng thăm lần được không chị? Tại vì... Bây giờ thí dụ như yêu nhau nè, một tháng anh xuống thăm chị một lần thì chị nghĩ bao nhiêu lâu mình tiến tới hôn nhân được? Vậy thì theo anh bản. Nếu như tìm hiểu phù hợp mà thật sự...
thương yêu nhau rồi ấy, thì cũng từ 6 tháng đến 7 tháng. Em cũng nghĩ vậy chứ, nếu mà mỗi tháng đi thăm nhau xa quá cũng cực anh ha. Vất vả. Thật ra mình cũng từng trải hết rồi. Mình nhìn nhau, mình gặp nhau một thời gian, mình trao đổi là mình sẽ biết liền là mình có hợp với nhau hay không. Về tình yêu thì chị mình cũng có từng là kết hôn, rồi cũng ly dị, chính thức ly dị thì cũng 10 năm rồi. Chị là một con gái thôi đúng không? Dạ, đúng rồi. Con gái, năm nay 20 mấy em quên mất rồi. Gái 22. 22 tuổi. Nguyên nhân tại sao chia tay vậy chị? Chắc có lẽ là hết gì nói thì mình không có đổ lỗi cho ai hết. Và nếu mình nói ra thì ai cũng nhận phần đúng hết. Còn con của mình nói thì nhiều khi con mình nó buồn, thành thử mình không muốn nói. Dạ, mà anh chị ở với nhau thì là bao nhiêu năm? Hồi lúc mà chia tay thì nhỏ gái này nó lớp 3, mới 8 tuổi, bước vào 9 tuổi. Bởi vì nhiều khi hôn nhân có những cái điều nó khó nói lắm. Nhưng mà sau mỗi câu chuyện thì mình sẽ rút kinh nghiệm để cho cái mối tình sau nó sẽ chắc chắn hơn. Rồi, thế còn anh? Thì tôi thì cũng kết hôn cơ, vậy là mới có một vợ đầu ấy, thì sống nhau được 28 năm, có 4 cháu gái. Dạ. Thì đến năm 28 ấy, thì vợ nói chung là cũng như vậy, coi vậy ngoại tình, bắt được luôn và tan. Thế ly hôn ấy là năm 2015, đến 2018 ấy, thì tôi cũng kể vậy là đi bước nữa với một cô cũng sinh năm 79, nhưng mà nó không phù hợp. Sống nhau được khoảng 8 tháng, cô cũng cứ hay uống rượu thì nọ kia, thì cô ở công ty nên đâm ra khi mà mình ở trên kia xuống đột xuất thì gặp như vậy thì có vẻ cảm thấy nó lấy nhau nhưng mà không ở chung. Vâng, tối thứ bảy thì mình mới về thôi, về xong đến tối chủ nhật thì lại phải đi rồi. Thế là đâm ra cái lấy nhau, nhưng mà cũng sống với nhau cũng chỉ được lâu nhất có khi là 5 ngày. Vậy tại sao mình không tìm hiểu kỹ cho nó hợp hoàn cảnh mà mình lấy thêm chi nữa vậy? Nói chung cô thì cũng cùng xã ở ngoài Bắc ấy, cô thì cũng quen thì mai mối thấy thì nó cũng phù hợp. Ai nói sao thì mình cũng tin, rồi lâm ra cái bài khi mà cái sự việc nó như thế thì cũng không thấy nó phù hợp. Còn bà thì nói chung là khi mà hội họp hay là đi giao lưu thì uống một vài ly bia hay rượu để xã giao thì được, còn mà nhậu mà nó nọ kia thì nó quá thì cũng không hay. Hai cuộc hôn nhân gãy đổ, anh có rút ra được kinh nghiệm gì hay là một cái điều gì cho bản thân mình, cho những cái cuộc sống sau này không? Mình thì mãi làm ăn thôi. Đâm cái chuyện chăn gối nhiều khi là mình thiếu quan tâm chẳng hạn, thì tôi vẫn rút ra là chẳng hạn như vậy là làm kinh tế nhưng cũng song song đi với về cái chuyện chăn gối vậy ấy nọ kia vợ chồng rồi. Thì cái đó là tiền bạc là một chuyện, nhưng mà phải có cái sự quan tâm chăm sóc. Phụ nữ đàn bà là ta cần có người đàn ông bên cạnh. Nhiều khi anh cứ lo mãi mê kiếm tiền, đôi lúc người ta lại cảm thấy cô đơn. Ta gọi là đồng sàng dị mộng, nằm chung với nhau nhưng không chia sẻ được. Phụ nữ á quý vị, đàn ông cứ hay nói đàn bà lèm bèm, nói nhiều. Nhưng mà nhu cầu của phụ nữ là được nói, quý vị ơi, thông cảm giùm nha. Nếu mà thật sự thương yêu người phụ nữ của mình là phải dành thời gian lắng nghe và quan tâm họ một chút xíu thôi là được à. Ngọt một chút, quan tâm một chút, ga lăng một chút thôi, phụ nữ cỡ nào cũng chết hết á. Anh tin lời Cát Tường đi, thật sự. Nha anh nha. Chứ không phải là anh nghĩ rằng là anh chỉ đưa tiền cho người ta là đủ đâu. Sai, tiền nó không quyết định được cái tình yêu. Vâng. Dạ, hy vọng lần này nếu mà có một cái tình yêu mới thì anh phải dành thời gian chăm sóc cho người ta nhiều hơn anh nha. Vâng. Rồi, bây giờ mẫu người chị muốn tìm là mẫu người như thế nào? Có cái bờ vai vững chắc, ấm thì cực khổ cái nào mình không mà. Đó, thấy chưa, hay phụ nữ người ta nói chưa. Cho nên người đàn ông người ta phải cho người phụ nữ được một cái niềm tin, tin tưởng được và ổn định là người ta sẵn sàng liền. Rồi bây giờ em mời chị ha, chị hãy tìm thử xem anh ấy có trong cái bức hình này nè. Thế còn anh bây giờ anh muốn tìm một mẫu người phụ nữ như thế nào? Trước hết là trung thủy, là cái người gọi vậy phụ nữ của gia đình. Dạ. Yeah. Giờ trong ba người phụ nữ này là có cái người phụ nữ đang ngồi đối diện đó, anh cứ tìm thử đi ạ. Anh cứ cảm nhận coi ba người đó anh thích người nào. Chắc anh này, tại vì nó có đứa con gái, nữ gái ngồi kế bên. Anh này tại có đứa con gái, chà tư duy hay nha. Có đứa con gái là đúng rồi. Chà còn này anh chị nhận ra được ảnh không? Này đông quá. Đông quá ha. Cái này để chứng minh là ảnh hồi xưa anh có đi bộ đội thôi. À, chứ bây giờ đông quá cũng không tìm được ảnh đâu. Ai à? Chắc cái này. Tại sao anh chọn cô này? Cô ấy làm bên đông y thì nom là cực kỳ. Nhìn theo nghề nghiệp và đoán ha.
Bây giờ Cát Tường sẽ mở cửa trái tim ra để coi là mình có đoán đúng hay không nha. Chứ cổ là đoán là đúng anh rồi đó, tại vì anh tố anh rồi, có cô hay con gái ngồi kế bên là ta nhìn vô ta biết liền. Mở cửa trái tim quý vị ạ. Dạ. Dạ. Mời anh kiểm tra lại xem mình lựa chọn đúng hay không. Sai. Sai. Khi mà cánh cửa trái tim này mở ra thì anh cảm nhận như thế nào? Nhìn cô cũng dễ nhìn, nói chung là cũng có thân thiện. Chị cảm thấy như thế nào? Nhìn anh thấy cũng hiền. Thẳng quá. Rồi hôm nay cũng gặp mặt em đầu tiên thì anh cũng có chỗ bông lan. Cười vậy tặng cho em, cười vậy mong em về, cười vậy chăm sóc cho nó người tốt. Em cũng có món quà này, đẹp như em cũng lan đó. Tặng cho anh này là trà để anh uống mát gan. Ồ, đồng ý đó. Tốt à, bây giờ em thấy anh hàng ngày nè, đi làm vườn rồi nè. Rồi á, bên đây á, thì là làm đông y nè, về coi trị bệnh cho nhau ha. Tối đấm bóp massage chăm cứu, tuyệt vời, người vợ trên cả tuyệt vời luôn. Quan trọng làm sao để mà thuyết phục được cổ rồi rút ngắn thời gian tìm hiểu để về chung một nhà. Chứ em là em thấy phù hợp rồi đó. Bây giờ thì Tường sẽ mời hai anh chị thưởng thức một buổi ăn trưa tại nhà hàng LA Garden Restaurant. Đây là món cơm chiên cá mặn đúc lò với gà chiên nước mắm và bò cụ mỡ chài. Mời anh chị ăn ngon và chúng ta trò chuyện với nhau nha. Ít phút Cát Tường sẽ quay lại. Chúc anh chị ngon miệng. Mời em ăn. Dạ, mời anh. Em ở dưới Kiên Giang, em làm bên đông y, làm bệnh viện hay làm cỡ tư nhân? Thế nào em làm tư nhân ở nhà? Làm nhà thì nó cũng tiện. Thường thường thì thôi ra thì con lúc nào cũng theo mẹ, mà sao cháu lại ở với anh, tự anh dành nuôi con hay là cháu nó quyết định ở với anh? Nó tự ở, mẹ nó cũng ấy là cũng bỏ đi một thời gian. Và thì chỉ đưa hai đứa lớn đi thôi, còn đứa nhỏ thì vậy để nó nhà mình nên khi ra tòa thì tòa hỏi ấy thì cháu nó còn ở bố. Thế nhưng mà em có ngại anh có bốn cô con gái còn. Con đông thì cái đó là vui, ăn thua thí dụ ở anh xếp xếp, anh sắm sao công bằng. Em thì tuy bằng giàu em là ít con, nhưng mà tại vì em cũng từng là một cô mẹ rồi, em hiểu là cái hoàn cảnh là không có mẹ là em rất là thương. Bất cứ em đi đâu là em thấy ai một cô mẹ là em thương lắm. Em muốn chia sẻ anh điều này. Công việc của em làm thì em tiếp xúc là nữ có, nam có. Cái nghề của em làm đương nhiên là em phải dùng là để em bấm nguyệt, em bóp, nắm bóp vậy đó. Anh có ngại điều đó không? Không, chuyện đó thì công việc làm ăn không có vấn đề gì, miễn là chỉ chung thủy thật thà tình với gia đình, vợ chồng thôi. Đó, cái đồng ý cũng như bác sĩ đó, công việc mà. Em chấp nhận, em mừng anh là về như là em chỉ cần là một người phụ nữ nội trợ trong gia đình hoàn tất. Em, cái đó là em ok. Còn ví dụ em đến với anh, em bỏ cái nghề của em á, là anh có thể lành luôn tất cả mẹ con em nổi không? Cái kinh tế như giờ của anh ấy thì nói chung là thêm một hai người nữa mà thì nó cũng đủ sống. Nhưng mà muốn là hai vợ chồng cùng làm thì coi vậy là nó có dư giả ra thôi. Còn coi vậy về thì được, nó gọi là cũng đủ. Đại khái là nguồn thu thì nó cũng ổn định chứ không lo. Về cái nhà anh thì nói chung nó là trung tâm thị xã. Có khi mình mở ra mình coi vậy buôn bán cái gì cũng được. Vì coi vậy nó cũng... Thì tại em hỏi anh vậy thôi, nhưng mà em thì em cũng nói thiệt là 20 năm nay là coi như là trong gia đình là đàn ông cũng là em, đàn bà cũng là em, thành thử em rất là mệt mỏi. Là em ao ước là có một người chồng biết hiểu thông cảm cho em, là chỉ em là trong nội trợ trong gia đình, là cái nguyện vọng em chỉ nhiêu đó thôi. Anh thì cũng vậy, anh thì đàn ông nhưng mà nói chung là việc của đàn bà anh làm hết. Hình như bây giờ là anh thỉnh thoảng anh gặp chị anh có nói chuyện không? Mà của con cái thì mới nói chuyện thôi chứ còn cũng không nói chuyện. Vì nếu như mà vợ chồng mà nó trục trặc cái gì nó dễ, còn cái chuyện này nó lại tốt. Tại vợ ảnh là ngoại tình nên không có gì để nói. Em hỏi anh chia sẻ anh câu này, tại vì hồi trước khi đó là hai chồng có thôi nhau. Em có nói thí dụ như sau này mà em có chồng mà chồng em chưa có vợ á, thì em nghĩ cái tình nghĩa đó em có thể là như chồng em á, nếu mà chưa có vợ thì chồng em bệnh em có thể là em đi thăm hoặc em nuôi chồng em, anh cho điều đó không? Cũng như cái đó là em nghĩ là cái tình cái nghĩa là cha của con gái em. Cái đó thì tại hoàn cảnh của chị nó khác. Hoàn cảnh chị là tại vì không có hợp rồi mình chia tay, thì giống như mình cũng là bạn, ví dụ như có ốm đau bệnh hoạn mình cũng giúp thôi, đỡ. Nhưng mà vợ chồng em gặp vui vẻ nói chuyện đâu đó đàng. Anh có hoàng. Ngại điều đó không? Ý chị hỏi vậy đó. Cái đó thì cũng hơi ngại chút. Tại vì sao? Vì cái vậy là nếu như mà chị chẳng hạn đi thăm nọ kia thì được, còn chăm sóc thì cũng hơi ngại.
tại vì chăm sóc thì cứ vậy vì không, như ý em nói tha chăm sóc là không phải là chăm sóc nhiệt tình, như là cũng có con em hoặc cháu ảnh gọi như ý là em đi tới lui cũng lo lắng quan tâm là để mình nhắc nhở cho con mình gì đó, đó là sống cái nghĩa cái tình thôi. Không thì anh nói mà ví thử đi đi thăm về thăm bên gia đình bên nội của cháu ấy, nọ kia rồi bệnh tật hay bố thì thăm thì nói chung là cũng được, nhưng mà chăm sóc thì có khi là cơ vậy nó cũng ấy vì nó lại rồi hơi khó thiệt. Tại theo ý của Cát Tường là vậy, khi chị nghĩ điều đó là khi chị chưa có tiến thêm bước nữa, còn khi chị đã có bước nữa rồi thì đương nhiên chị cũng sẽ tự biết là mình cái gì mình cần làm, cái gì mình không làm. Có thể chị vẫn xem anh chồng cũ chị như là bạn bè bình thường, nhưng mà lúc đó cái mối quan hệ bạn bè, ví dụ chúng ta có thể gặp nhau đi ăn đi uống, nhưng mà lúc đó phải có người chồng mới của chị bên cạnh thì ok. Nếu mà chị ok, nếu mà chị đi chung với ảnh thì cái chuyện ví dụ anh kia bệnh chị đi chung với anh này chở chị tới để chị thăm anh kia, chuyện đó bình thường thì cái đấy được đúng không anh? Vì cái đấy là đúng, Tường cũng đồng quan điểm như vậy, cái đó em thấy rất là bình thường. Tại vì em sống là em muốn làm noi gương cho con mình thôi, biết rằng là ông xã em làm tổn thương em, mà em giờ em có nói nặng đi thì con em cũng buồn, thành nữ em không muốn điều đó. Em nói ví dụ như em nha, mà giờ em lấy một cái anh nha, chồng nào đó nha, anh đó có vợ cũ mà vợ cũ ốm đau bệnh hoạn, mà ảnh mà lén em mà đi thăm đi nuôi vợ cũ là em cho lên đường luôn, riêng em là không được. Còn anh này là ảnh dễ rồi đó. Thôi bây giờ vậy, đừng cãi nhau, bây giờ mời con gái vô, hôm nay đi chúng ta có con gái để nghe xem quan điểm của con gái như thế nào, được không anh? Mình nghe thêm ý kiến của lớp trẻ coi người ta có cái tư duy như thế nào ha. Rồi mời em vô đây. Dạ con chào chú. Chú đi học con. Dạ. Nó nghe nè, trong chương trình bữa hổm á là chị kêu em bằng cưng đúng không? Dạ. Bữa nay kêu bằng con nha, tại vì hôm nay chị để làm bạn với mẹ với lại làm bạn với chú đây. Dạ. Ý kiến riêng của con về cái quan điểm của mẹ con và của chú thì con thấy như thế nào? Ý kiến của mẹ con cũng đúng, ý kiến chú cũng đúng. Nhưng mà theo con thì nếu như mà mẹ con sau này có chồng á, thì mẹ con có thể về thăm ba con, nhưng mà có chú đi cùng con cũng cảm thấy rất là vui. Đúng. Nên là con mong là nếu như mà chú với mẹ con mà có đến được với nhau á, thì chú với mẹ con hãy cho nhau những tình cảm tốt đẹp. Tại vì con suy nghĩ nếu như mà yêu thương con được á, thì con sẽ yêu thương lại như vậy thôi. Chú thấy như thế nào chú? Không nhờ. Chú thì thấy cái đó cũng phù hợp. Ủa mà ba hiện giờ ba có bạn gái mới chưa? Cha có rồi ạ. Cha có rồi hả? Đó thì người ta bạn gái mới người ta cũng đâu có cho vợ cũ chăm sóc đâu mà lo. Ở đây mình cứ phải nói cho nó cụ thể cái gì thì mình nói trước. Con theo dõi từ nãy giờ thì theo cảm nhận của con về cặp đôi này là con thấy như thế nào? Con thấy thì chú là hiền. Mẹ con thì trước khi chương trình thì con thấy chú cũng khoảng 70% là mẫu người của mẹ con rồi đó. Còn 30% lại thì con mong là mẹ con sẽ suy nghĩ. Con mong miễn là mẹ con có tình cảm thì con lúc nào cũng ủng hộ cho. Rồi, cảm ơn con. Con có muốn nói gì nhắn nhủ gì với mẹ con không nè? Mẹ cứ chọn theo con tim của mẹ đi. Nguyên cả cuộc đời này là mẹ dành cho con rồi. Nên là bây giờ mẹ đến đây á, con đăng ký cho mẹ thì mẹ cứ chọn theo con tim của mẹ. Mẹ cảm ơn con. Rồi, ok, mẹ xúc động lắm rồi. Cảm ơn con nha. Cảm ơn con. Cố gắng lên nha chị nha. Giống như con gái nói là mình cứ chọn theo cái lý trí, theo con tim của mình, không có suy nghĩ vì ai nữa hết. Con gái nó lớn rồi, nó có tình yêu rồi, nó tự lo. Nếu thật sự mình thích, mình có sự rung động, rung cảm là mình cho mình cơ hội. Anh cũng mong đến đây thì cho nhau cơ hội tìm hiểu và tiến xa hơn nữa. Mời anh chị đặt tay vào nút bấm á. Cái nút bấm này đó là nút bấm tình duyên. Chị đã đưa con gái đi tham gia chương trình rồi, chị hiểu rồi ha. Dạ, mời anh chị nhắm mắt lại và cảm nhận một lần nữa để chúng ta quyết định ạ. 1 2 3. Hết thời gian. Sao chị lại không bấm? Em xin lỗi anh, hình như em muốn tìm cái người là từ thành phố trở về. Anh rất tiếc là anh xa quá. Xa chứ quá. Nói chung là anh cái gì là cũng hoàn hảo, ok hết. Là chỉ rất tiếc là anh hơi xa thôi. Rồi không sao anh. Thì giờ ra chương trình thì em với anh thì anh là người bạn tốt. Rồi. Nhưng mà sau chương trình thì em cũng hy vọng anh chị kết bạn với nhau, tìm hiểu. Em nghĩ là nếu mà đã yêu nhau á, thì thêm một cái đoạn đường dù có tới đâu cũng không có quan trọng. Tại vì anh chị chưa có cảm xúc về tình yêu á, nên mình cảm thấy nó xa xôi. Em vẫn trân trọng cái quyết định của chị. Em cảm ơn anh chị. Rồi em mời hai anh chị đứng lên ạ.
Tường cũng rất là tiếc khi mà tại Tường làm mai cho những cặp đôi mà lớn tuổi hoặc là đã gãy đổ như thế này, thì Tường rất là cố gắng đó quý vị. Thì thay mặt cho chương trình, Tường cũng một lần nữa chúc cho chị sớm tìm được một nửa của mình nha chị nha. Em cũng xin chúc anh như vậy. Chương trình này phát sóng nhiều khi là có nhiều cô rất là thích anh đó. Anh cũng là một người đàn ông có sự tin cậy để cho người phụ nữ có thể dựa vào. Hôm nay tình duyên chưa đến mà Tường cũng hy vọng rằng một ngày nào đó thì anh cũng tìm được một nửa của mình, một người vợ như ý anh mong muốn, để hủ hỉ lúc về già anh nha. Dạ, cảm ơn anh chị đã tham gia chương trình. Hôm nay thì không thành công rồi. Hẹn gặp lại quý vị vào lần sau quý vị nhé. Chương trình chúng ta thì có khung giờ phát sóng rất là quen thuộc, 10 giờ sáng thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media quý vị nhé. Chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 12 giờ thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần trên kênh MyTV quý vị nha. Và bây giờ Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị.